Lễ hội Halloween. Riêng lễ hội Halloween xuất xứ từ người Celtic từ thế kỷ thứ 8, được tam điểm ở Bắc Mỹ rầm rộ phát động khoảng đầu thế kỷ thứ 19 nhưng không mấy thành công. Đến năm 1921, nhờ sự tiếp tay của tam điểm Âu Châu, lễ hội Halloween đã lan rộng khắp nơi với một tốc độ chóng mặt. Sở dĩ người viết dùng từ chóng mặt là vì Halloween đã thành công đến nỗi rất nhiều thiếu nhi, thiếu niên, công giáo ở Việt Nam cũng ra sức mừng lễ Halloween năm nay 2019 một cách hoành tráng, tưng bừng với sự ủng hộ của quý vị phụ huynh. Nhiều người công giáo đã không biết đây là công trình của Satan đang tìm cách xóa bỏ tâm óc người trẻ hình ảnh các thánh của Thiên Chúa, vương quốc nước trời. Và thay vào đó, vương quốc của Satan với thần dân của hắn là ma quỷ. Bởi mục đích của lễ hội Halloween 31 tháng 10, một ngày trước lễ các thánh của giáo hội công giáo, là biểu dương sức mạnh của Satan và hỏa ngục. Tham gia lễ hội Halloween, chúng ta tưởng mình văn minh theo kịp thời đại, nhưng thực ra chúng ta là những người nhẹ dạ đã sa bẫy Satan mà không biết. Sa bẫy khi từ nay lễ kính các thánh và cầu nguyện cho các linh hồn không còn trọng lượng. Bên cạnh lễ Halloween là lễ hiển linh của Satan và bè lũ. Bằng chứng là con em công giáo ngày càng mất ý thức về hai ngày lễ mùng 1 và mùng 2 tháng 11 của lịch phụng vụ, vì đã tập trung tất cả vào Halloween ngày 31 tháng 10 là lễ mừng Satan và ma quỷ. Sa bẫy khi các thánh và các linh hồn bị lãng quên, đúng hơn là bị đồng hóa với ma quỷ. Sa bẫy khi người có đạo tiếp tay phổ biến văn hóa Satan, giới thiệu vương quốc và sức mạnh của thần dữ, đồng thời đóng góp phát huy sự bành trướng công khai của ma quỷ trong sinh hoạt đời sống con người. Sa bẫy khi vô tình để con em không còn xa tránh, ghét bỏ, sợ hãi ma quỷ vì chúng đáng kinh tởm, nhưng làm cho ma quỷ trở nên thân thiện gần gũi khi để con em ghê tởm gớm ghiếc của ma quỷ qua hành động chấp nhận cho con em hóa trang làm ma quỷ trong đêm lễ hội Halloween ngày của quỷ. Và cái nhìn thân thiện sẽ mở lối cho tất cả các chung trả thân mật khác dồn dập tiếp nối. Sa bẫy Satan khi gián tiếp thỏa hiệp với Satan trong công trình của hắn mà quên đi lời thề hứa: các con có từ bỏ ma quỷ, mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không? Từ bỏ Satan và mọi việc của hắn. Halloween với nội dung giới thiệu, loan báo Satan và biểu dương sức mạnh của ma quỷ hỏa ngục. Nếu không phải công việc của Satan thì là công việc của ai? Không lẽ của Thiên Chúa sao? Chúng ta sẽ trả lời thế nào về lời tuyên xưng đức tin và từ bỏ ma quỷ của chúng ta ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội Đức Giêsu? Vì thế, người tín hữu theo Đức Giêsu phải tỉnh táo, bén nhạy trước những mưu mô của ma quỷ. Vì không tỉnh thức, chúng ta khó có thể thoát được cạm bẫy của chúng. Xin Chúa dạy con, cho con biết tôn vinh quyền uy của Chúa. Chỉ có ơn trên cho con nhận biết vũ trụ này do Chúa. Chúa mà thôi muôn đời, con suy tôn cảm mến Chúa
trong tay Chúa xoay theo đường lối vạch sẵn. Ngày tháng